Xin chào cô giáo, xin chào các bạn. Chào cô, chào anh, chào chị, chào các bạn, chào Nhiên Nam. Hôm nay ăn thịt gà, ăn thịt cơm. Cơm. Cơm leo. Cơm cay. Cơm cay. Này nha, này Newt. Đó. Chào mọi người. Này cá. Này sữa con. Này cá. Mọi người hôm nay mình ăn đùi gà tây. Đây, nguyên một cái đùi gà tây luôn, bự. Ui. Rồi với lại đây là dồi mọi người, dồi Hàn Quốc. Rồi cho bi ăn cơm. Đây là cơm chiên thịt bò với lại cơm chiên cây. Ăn cùng dưa leo nè, ở đây có mẹ, trái cây nho với lại ăn trước đi. Mẹ ăn trước đi hả? Mẹ ăn nha. Dạ mẹ ăn trước nữa con, ăn trước chứ. Kêu ăn ăn thử đi. Kêu ba ăn trước đi. Ăn đi. Ăn trước đi ba. Ừ. Ăn đi. Này con ăn cơm nha. Này, ăn đi. Ăn cùng mình mọi người ơi. Nó. Nó. Hay nó ăn nên nó không? Nó ngon hơn hả? Để ăn thử cái dồi. Dồi này làm từ gạo nếp mọi người. Cơm. Cơm cay ăn thử đi. Cay. Không có lên. Cay quá. Ừ, bự ta. Cái đó ngon ba. Cay quá. Cái dồi á làm từ gạo nếp ngon. Sữa đi mi. Nó dẻo nhẹo à mọi người. Cay quá. Làm này cho con nè, không cay nè. Cái cay lắm. Cái cơm xào thịt bò này làm cho bi. Không cay nè đó. Em mày gắp vào chén nha. Nha. Nè. Không chị. Mùi. Để cắt cái đùi gà tây này nha. Cái đùi gà tây này ngộ nó có nhiều gân lắm mọi người, giống cái đường gân á. Không muốn ăn. Không muốn ăn cái này ha. Dạ. Nhưng mà nó cảm giác không được, con hành ăn ớt tay coi. Mẹ qua lấy đũa cho con rồi. Rồi sao đây? Nướng tạm tao rồi. Nằm tạm. Để ăn thử cái mẹ cho chứ nữa cho con xem nha. Rồi con cầm đại đi, biết khỏi cầm tay đi. Mở tay. Ồ, cái lát thịt quá trời luôn nè mọi người. Đường sao đây? Xong cầm được gì? Đó. Ôi. Cái đùi gà này nó có nhiều gân lắm. Ôi. Xong cầm được trời. Ôi. Cầm được à? Cầm, cầm đá đi. Mà rửa tay. Rửa tay không? Rửa sơn này cho ăn gì? Có da đó. Rửa sơn da đó. Đùi gà tây á, mình mua ở siêu thị mọi người. Cái này là kiểu quá không khói. Cho đi siêu thị á, là hôm đó về là no luôn. Để ăn đơn giản chút vậy là xong rồi. Tại vì đi siêu thị á, cái em bị ăn ở trong siêu thị á mọi người. Mơ tái nữa. Mơ cái gì. Đi siêu thị là đi xin ăn vòng á. Đi no luôn. No. No. Thấy. Chú cũng chú siêu cay hay ba? Chú siêu cay hay ba? Bữa nay đi đâu? Bữa nay đi đâu chơi? Nói cô chú nghe coi. Nhìn con ngoài con nè. Cặp chị gái đi hai mà mẹ nè mà. Ba không đi theo con nè. Mẹ nè. Đi con ngoài chị gái đi hai nhá. Nè nè mà. Chị gái đi hai không có mà mất cửa coi. Sao mất? Nó mất cửa rồi nè.
chị có chứ không có đâu, ba có. Nè, chị có chứ hạnh đi ra ngoài không có hồ trắng nè con nè. Hôm nay con đi qua chị cả chị hai. Hôm nay đi mua kem ăn nữa phải không? Hôm nay mua kem nữa. Nhưng mà không có. Hôm nay mình treo cuối tuần, treo quên đi. Cuối tuần nè. Cuối tuần chị gái chị hai nghe nghe gì? Hôm nay cuối tuần cho qua đi về bên chị cả chị hai của cho quên mọi người là hai đứa con gái lớn của mình á. Thì bình thường á là bây giờ con mình cũng đang học thêm nữa chứ không có nghỉ, chỉ có là đi học bình thường là nghỉ thôi, còn học thêm vẫn còn đi học bình thường, cho nên là từ thứ hai tới thứ sáu á, là phải đi học thêm, cho nên cái thời gian không con phải đi học, rồi thứ bảy chủ nhật thì Che Quên mới gặp được chị cả chị hai. Nhưng mà chị cả chị hai đã đi bác sĩ rồi, một cái mà con nhiều. Rồi hôm nay là Che và ba chị em gặp nhau, rồi cái đi siêu thị mua bánh ăn nữa nè. Con này thèm qua quýt nữa. Vậy đó hả? Ăn thèm quýt ha. Để không? Mình nói về hai đứa con lớn của mình cho mọi người nghe. Có nhiều cô chú anh chị em mới xem kênh của mình không biết á, rồi nhiều người hỏi sao ăn cơm mà không có hai đứa con lớn mà cho qua lên clip không, rồi cũng có nhiều cái comment mà nói chuyện không có văn hóa này nọ này kia tùm lum hết trơn. Tại vì con riêng của mình á là sống với ba nên là mình không có quay được. Có khi đó mình đón con mình về đây á, rảnh thì mình quay, còn đa số là mình không có quay. Tại vì cái đó là giống như mình cũng muốn cho con mình yên ổn học hành, chứ mà quay clip rồi cái gì cũng có nhiều người biết, là có nhiều người thương thích, nhưng mà cũng có rất là nhiều người kiểu nói không, những cái từ ngữ không tốt đó, rồi sợ ảnh hưởng tới con của mình, cho nên là mình không có muốn quay đó. Hai đứa con lớn của mình là một đứa 11 tuổi, đứa 13 tuổi, thì là con riêng của mình với lại chồng trước. Thì hiện tại là hai bé đang sống với ba, sống ở gần nhà mình luôn mọi người, cách nhà mình khoảng 1 km thôi. Thì mình cuối tuần là mình chạy qua chạy lại để thăm con. Bình thường mình cũng thăm được, nhưng mà các bé đi học, cho nên là ví dụ như đang học mà cần cái gì, hoặc là trời mưa không có đi được thì kêu mẹ qua đưa đó. Còn mà gặp mà chơi, gặp ăn uống hay chơi là cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Nếu con mà rảnh tới thứ bảy thì gặp thứ bảy, gặp rảnh chủ nhật thì gặp chủ nhật. Tại vì hai bé nó lớn rồi, chứ không có nhỏ như chơi qua nữa, không có đeo mẹ, không có đeo ba nữa đó. Có bạn bè rồi cũng đi chơi nữa. Cho nên là mình gặp thì mình cũng không có quay clip. Thứ bảy tuần này á là hẹn là mình sẽ đón con mình về đây, đón con mình về nhà mình thì hôm đó là mình sẽ quay clip cho mọi người xem. Cô chú ơi, con đón rồi, ba con lớn rồi nha, chị gái chị hai lớn rồi nè. Ngày mai con không có nữa đi học, chị gái chị hai nữa con nữa. Nhưng mà mẹ nữa nên con đi nữa cho đi cho. Con có thích chị gái chị hai không? Thích không? Dạ. Bữa nay con chơi chị hai chơi với con chơi gì đó? Bữa nay chơi cái gì? Hôm nay chơi được cái gì nè? Mày chơi chị cả chị hai mà. Chị hai chơi với con cái gì đó? Hồi nãy làm cái gì? Mày cam. Mày cam hả? Làm vẽ màu đúng không? Dạ. Gặp thì cái chơi này kia. Nhưng mà vẽ. Rồi cái có nhiều bút chì này kia, cái vẽ học hành chơi đó mọi người. Ăn uống. Cái gì giá nữa? Thứ bảy là gì? Chị cả chị hai qua đây. Là hôm đó là mẹ định quay clip luôn, quay clip baby với chị cả chị hai nha. Thế nào? Dạ thích. Để thứ bảy thì mình quay clip hai đứa con gái mình với Chêu Ngon cho mọi người xem. Là tại lâu quá rồi, hồi năm rồi, tới 1 năm rồi. 1 năm thì con nít thường thường nó lớn, hai đứa con mình giờ nó rất là lớn. Cái chị hai baby á còn xinh hơn baby nữa. Nè, mẹ một cái ăn đây mẹ. Chị hai Bi còn xinh hơn Bi nữa mọi người. Ngày lớn rất là xinh. Cho nên là nhiều người mà hỏi thắc mắc thì mình nói ở cái clip này rồi. Thì có thắc mắc thì vào cái clip này xem thì hiểu hết. Chồng trước của mình cũng là người Hàn, không phải là người Việt Nam. Có nhiều người á
cái kiểu người ta nói gì, cái câu mà thường hay dùng hiện tại là tay nhanh hơn não đó. Thường thường nói là bỏ chồng Việt Nam ham giàu lấy chồng Hàn này nọ này kia đó. Chứ để nhiều người nói là thôi chồng rồi bỏ con, không có kể, không có nhắc gì tới con, không có kể. Chẳng lẽ mình bữa cơm nào lên mình cũng hát bài nó hát hoài. Ừ, mình cũng lẽ mình kể con mình sao này kia hoài. Đâu có kể làm gì cho mọi người nghe, tự nhiên cái chuyện đó là cái chuyện riêng tư. Cho nên là mình không muốn kể. Có nhiều người mà không hiểu, không biết này kia thì mình hôm nay là mình nói trong cái clip này cho mọi người nghe để mọi người hiểu. Nhiều người nói chứ đâu phải mà người mẹ nào không thương con đâu. Thôi ra bỏ đâu. Có nhiều người, rất là nhiều người thôi ra bỏ con, không thăm con, không về gần nhà con mà còn không thăm con nữa kìa. Những cái người đó. Cô chú ơi, mấy bị lên án. Cô chú ơi, đừng có ăn sô cô la, đừng có ăn kẹo, đừng có ăn bát. Chứ con sô cô la ngồi này thế chứ. Trời đó là sao ra ngồi sau một cây rồi mọi người. Đó. Về Việt Nam không ăn kẹo quá hết trời luôn. Cái bị sâu một cây răng nữa. Nha. Phải con em bé nắm tay mình cái vậy ăn cái nên mua thôi nha. Đừng có để thừa. Không biết ai, không biết ai rủ ai đi siêu thị rồi nha. Đó. Em bé con. Nên đi chơi. Được rồi. Để mẹ nói. Rồi mình vẫn đi thăm con mình thường xuyên nha mọi người. Mình cuối tuần là mình vẫn gặp con mình bình thường. Chứ không phải như mọi người nói là mình bỏ con, mình không quan tâm, mình không có nhắc gì tới con mình. Đó là hoàn toàn những cái từ đó là những cái người comment ở trên. Đừng khoan mẹ nói chuyện. Những cái người comment ở trên toàn là những người mà không có liên quan gì tới mình, giống như không biết gì về mình hết. Mà cứ nói những cái chuyện mà đúng rồi á. Cho nên là mình cũng rất là bức xúc về những cái vấn đề đó. Vợ chồng mà thôi nhau đâu phải ai đúng ai sai. Có khi người ta không hợp nhau, người ta thôi nhau. Nhưng mà con cái thì tội nghiệp. Nhưng mà cái đó là giống như cái duyên số người ta đã đến đó rồi, muốn cũng không được nữa. Đó. Thì hôm nay thì mình nói cái về hai đứa con gái mình dạy. Thì thứ bảy này mình sẽ đón con mình qua bên đây. Thì mình nghĩ là hôm đó mình sẽ quay clip cho mọi người xem luôn. Không. Mẹ ở đây ăn thử đi, mẹ ăn rồi nó ăn thử đấy. Ừ. Một chút mẹ sẽ ăn. Anh đi. Anh nha. Baby. Khô đã, khô rồi. Nó khô rồi nè, khô rồi nè. Anh đi. Này, đừng lại gần nhé. Mẹ ở tay này con này. Tay này con này. Ai nữa? Vậy hả? Rồi sao nữa? Vậy đó. Khô rồi nè, khô rồi nè. Vậy đó mà không biết hả? Vậy đó hả? Dạ. Mình nghe cái bài hát Covid của Việt Nam hát, học theo. Hay là mẹ quay cho con cái clip nhảy nhảy ra đi Bi. Bi, làm được không? Dần thang chứ kêu chích cơ chụp kìa. Khơ rồi nè, khơ rồi nè. Được rồi, được rồi. Nó, anh kêu sợ. Khơ rồi nè, khơ rồi nè. Nãy ba ho rồi đó Bi. Hả? Hết tới. À, cửa bị có khứt à. Ôi. Mình đặc biệt của mọi người, tánh của mình á, mình ít có kể lể. Facebook cũng vậy nè. Xài Facebook chứ hiếm có khi nào mà lên nó kể lể. Như thế này, như thế kia. Mình có cái tánh vậy đó. Mình không có muốn kể lể cho nên là cái chuyện nhà mình ít có khi nào nói ra lên cho mọi người nghe lắm. Tại vì mình cái suy nghĩ của mình là nội tâm. Mình sống theo nội tâm. Có gì chịu đựng hết á. Không có muốn cho người khác. Không có muốn nói nhiều. Vậy đó. Cho nên là nhiều người cái tánh gì khổ.
không phải nói ra cho mọi người đều nghe thì mình cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn. Còn này một mình chịu đựng không? Chưa, hai vợ chồng á cũng cãi nhau suốt ngày à, chí chết suốt ngày à. Mà lên chụp hình hay đi đâu cũng cười ha ha ha. Làm như mình không có cái thời gian buồn. Nhưng mà thật sự á, mấy người vậy á, mấy người cần được yêu thương, rất là cần được yêu thương luôn. Tại vì người ta sống nội tâm, người ta rất là cô đơn, người ta sợ cô đơn á. Xin chào tạm biệt cô chú và bà tiếp theo. Hôm nay em thân bye bye. Rồi xong chưa? Xong chưa? Chúc ạ. Rồi nói gì nữa? Facebook cho em xin cảm ơn. Rồi được rồi đó. Chúc mà subscribe, I'm sad, yeah bye. Rồi. Video cho em Facebook cho em xin cảm ơn. Yeah bye. Bye bye. Bye bye.